Rồi, hello mọi người. Đây là cái nơi mà Như tâm đắc nhất ở trong ngôi nhà của mình. Thì giống như mọi người cũng đã biết là Như là một người cực kỳ là tin vào Phật. Cái thứ hai là Như rất là tin vào phong thủy. Đó. Cho nên là khi mà Như trang trí bàn thần tài của mình thì cũng theo phong thủy nha. Bình thường thì Như sẽ mua những cái đồ chay để cúng thôi. Tại vì rằm với mùng 1 thì mình không có cúng đồ mặn. Và cái loại hoa mà Như thích nhất để mà cúng ông thần tài đó là hoa cúc lưới à, cái này được gọi là cúc lưới nha mọi người. Nó thứ nhất là khi mà mình chưng càng lâu, mỗi ngày mình thay nước á, thì nó sẽ nở rất rất là đẹp đó. Và cái giá thành của nó cũng không có quá đắt đỏ. Và đối với Như thì Như chưng, nhiều khi Như thay nước Như chưng được hơn 10 ngày và nó nở, nó xòe cái cánh nó ra rất là to và đẹp luôn. Đó là cái mà Như thích nhất đó. Cho nên là mỗi lần mà chưng mùng 1 ngày rằm gì đó là đều Như đều chưng cái loại hoa này. Nó tượng trưng cho cái sự là may mắn nè. Màu vàng là màu mạng của chồng Như á, là mạng kim, lại rất là hợp với lại màu vàng. Và cái này nó nở rực rỡ, rất rực rỡ. Phải nói là nó là một loại hoa rất là rực rỡ luôn. Tết thì Như hay nói là có cúc kim cương nữa, nhưng mà cái loại cúc đó thì nó cũng đẹp, nhưng mà đối với Như thì Như vẫn tâm đắc cái loại cúc lưới này nhất. Rất là đẹp nha mọi người. Có thấy nhiều bạn hay chưng hoa ly nữa nè, nhưng mà hoa ly thì cái tên nó không có ấy lắm cho nên là không có chưng. Có nhiều bạn hỏi sao chị không chưng hoa ly. Hoa ly thì rất đẹp và rất thơm đó. Mọi người muốn chưng bông lâu thì mọi người thay nước mỗi ngày nha. Thay nước mỗi ngày thì cái chậu hoa của mình nó sẽ rất là lâu luôn. Rồi một hồi nữa Như sẽ giới thiệu với mọi người là tại sao Như lại chưng những cái đồ đó trong bàn thần tài, nó có ý nghĩa gì. Và ông thần tài nó lại có một cái đặc biệt gì trong nhà của Như nha. Có nhiều bạn comment lắm, chị ơi chị có thể giới thiệu bàn thần tài của chị cho em xem không. Nhưng mà cái clip lòng tiếng mà quay nhanh quá thì nó lại hơi bị kiểu như là hơi bị ấy á. Cho nên là Như sẽ làm cái tập YouTube này để giới thiệu đến mọi người luôn. Rồi ok, xong rồi. Rồi bây giờ Như sẽ để lên bàn. Đây, Như sẽ để ở đây. Ở đây. Tại vì ở sau nó có cái bình rồi sẽ không có thấy. Rồi. Bình thường thì Như hay cúng trái cây, có khi Như cũng cúng chè, hoặc là đôi khi Như cũng cúng đủ món hết. Chè này là chè trôi nước nha. Đó, mùng 1 cũng cúng, 15 cũng cúng. Nó vừa là một đồ ăn chay nè mà nó cũng vừa thể hiện sự trôi chảy á. Cho nên là người dân miền Tây hay là mọi người thì cũng hay có cúng cái này. Thần tài thổ địa hay còn được gọi là ngũ vị năm ông. Cho nên là khi mình cúng là mình phải cúng 5 món nha mọi người. Ngũ vị năm ông cho nên mọi người cúng là phải 5 món mới đúng nha. Trái cây thì mọi người có thể cúng nhiều, nhưng mà đặc biệt là đồ ăn mọi người phải cúng 5 món. Sáng nào cũng vậy hết á. Như đều thay nước của ông nè. Sau đó là Như sẽ làm một ly cà phê, hoặc là Như sẽ làm một cái ly trà đường để cho ông. Thì đây được gọi là 5 loại đậu. Nhưng mà Như thì Như chỉ chưng 4 loại đậu thôi. Đó, tùy mọi người muốn chưng đậu nào cũng được. Đây là đậu đậu trắng nè. Đậu xanh, đậu nành và đậu đỏ. Còn cái vàng vàng này á mọi người, cái vàng vàng này á được gọi là gạo, và nó được gọi là gạo thần tài. Gạo thần tài nha mọi người. Đó, gạo là cúng thần tài là một cái khác, còn gạo thần tài thì nó lại là một cái gạo khác. Đó, Như chưng 5 loại đậu này. Còn đây là thắp tỏi. Thì cái này là những cái mà Như sưu tập thôi. Đó, Như sưu tập thôi và Như thấy nó đẹp cho nên là Như mua về. Còn đây là hai cái túi túi vàng. Túi vàng này thì là những cái túi vàng trang trí thôi nha, trang trí thôi. Còn thật sự nói về phong thủy thì đây được gọi là thiềm thừ.
đó, còn Như gọi là cốc tài lộc mà không biết gọi sao đúng đó, cái tên thì nhiều khi hay bị nhầm. Nếu có sai mọi người để lại comment giúp Như nha. Thì đây là bộ ba phải đi chung với nhau. Thiềm thừ là ban ngày quay ra, ban đêm sẽ quay vào. Với một cái phong tục đó là ban ngày thì sẽ đi lấy tài lộc, chiêu tài hút lộc về cho gia chủ. Ban đêm khi quay vào là để nó không có đi nữa, kiểu như cho nó nghỉ ngơi hay sao á, hay là ban đêm quay vào để hút lộc vào cho gia chủ. Còn hu này là tỳ hu. Đó, tỳ hu. Tỳ hu là để giữ tiền, giữ tài lộc cho gia chủ. Đó là bộ ba. Này là đi hút lộc nè. Hút lộc, hút tài về cho gia chủ. Và đây là đi giữ tài lộc ở nhà cho gia chủ của mình. Thì rất là may mắn là khi mà Như mua cái ông thiềm thừ này về thì mọi người thấy cái gì đặc biệt không? Đó là mọi người đi kiếm hết luôn, Như đi kiếm rồi, không có bán, không còn mẫu này nữa luôn. Và cái đặc biệt hơn nữa Như rất là thích đó là cái vàng này. Tự nhiên cái mua về không có để ý luôn, nhưng mà khi thỉnh ông về là nó chảy vàng như thế này, rất là may mắn luôn. Còn sáu cái thỏi vàng này là cái gì? Sáu thỏi vàng này là Như đi lên chùa Tây Ninh á, thì mỗi năm thì Như lên đó, Như cũng mua cái này tại núi Tây Ninh, núi Bà Đen, xong rồi là Như mua về, xong rồi Như để vòng vòng cho ông thiềm thừ này đó, giống như mình thỉnh một cái lộc về vậy đó. Rồi còn cái này thì nó rất là đặc biệt nha mọi người. Mọi người nhìn đoán đố mọi người cái này là cái gì? Đố mọi người cái này là cái gì? Đó, nhìn là tưởng là túi tiền trưng cho đẹp phải không? Không phải. Đây. Đây được gọi là bỏ ống heo đó mọi người. Bỏ ống heo đó mọi người. Đó. Và mình có thể bỏ tiền nè, bỏ vàng vô đây luôn. Đó, nhiều người nhìn nói trời cái túi vàng trang trí đẹp quá, nó không phải đâu, ống heo của em đó chị. Một cái ống heo rất là đặc biệt. Và khi mà Như đi xong cái đi một vòng, xong Như hỏi chú cái này có bao nhiêu cái, chú nói về đúng một cái duy nhất là hốt liền. Cuộc đời của Như đại kỵ là cái thứ nhất là hỏi bàn thần tài Như mua ở đâu. Tại vì mọi người biết sao không? Cái tâm huyết của mình á, cái tâm huyết của mình Như á nha, Như cực kỳ tâm huyết các bạn thần tài của mình. Như đi đâu, Như thấy đẹp, Như mua về. Và Như đi lựa, nhiều khi thức đêm, thức hôm á, trằn trọc không biết trang trí sao cho đẹp. Và mình đã lựa rồi, là tâm huyết của mình muốn nó đẹp nhất. Mình kiểu như hơi ích kỷ một xíu, nhưng mà mình muốn là tâm huyết của mình, tư duy của mình và sáng tạo của mình. Đó, cái riêng của mình, cho nên là Như không có thích ai hỏi là Như mua ở đâu. Thật sự luôn. Đó, cái đó là chia sẻ thật tình luôn các bạn. Rồi, đây là cái nơi để Như tiết kiệm nè. Và cái này không có lấy ra được, chỉ có ôm miếng này chạy ra khỏi nhà thôi nha. Rồi còn đây, đây là một cái bát bình đựng cái này là đựng lọc đó, lọc bà nè mọi người, gạo lọc bà. Là khi mà Như đi chùa thì Như sẽ thỉnh lọc về, và Như sẽ để những cái lọc bà ở trong này và để cả năm luôn. Như sẽ để ở đây đó. Còn cái này nước lọc. Với một cái suy nghĩ là để nước lọc ở nhà, để nước lọc cái ông thần tài, giống như là tiền vô như nước vậy đó mọi người. Và Như để là ba tháp nước lọc, và hai bên ông thần tài cũng có hai chai nước lọc luôn đó. Và những ông hu nè, thiềm thừ của Như đều làm bằng đá thạch anh. Mọi người mua đồ phong thủy, mọi người nên mua những cái vật phong thủy này nè, những cái ông phong thủy này mọi người nên mua đá. Nó sẽ hút phong thủy tốt hơn, nó sẽ giúp mình có tài, có lộc hơn là những cái loại đá bình thường, hay là loại đá nhân tạo, hay là như thế nào. Nó sẽ không có tốt. Đó, mà những cái loại đá này thực sự nó là đá phong thủy và nó hút tài lộc rất tốt mọi người. Đá thạch anh là phù hợp với mạng kim, là mạng của chồng Như luôn và Như mua. Đó, những cái này là, còn cái cặp này, cái này là đèn cầy. Đèn cầy thì hôm trước Như đi trả lễ miếu bà chúa xứ thì Như có mua cái này để dâng lên bà. Và Như có đốt ngay tại buổi trả lễ và Như thỉnh về, xong rồi Như cũng để ở ông thần tài luôn. Đó,
Còn này là cặp lục bình, cũng làm bằng đá thạch anh luôn. Đó, cặp lục bình. Đây. Đó. Còn ở trong này là một cái dĩa. Đây, đây cái dĩa. Cái dĩa này là nó là sô-cô-la. Và mỗi năm vợ chồng Như đều trước cái ngày giao thừa đều sắp một cái dĩa vàng dung lên như thế này, tượng trưng cho sự ngọt ngào và sự thịnh vượng. Còn đây là thổi vàng phong thủy. Đó, và nó là rất là nặng luôn. Và trên này nó có đính những hạt lấp lánh và nó là một thổi vàng. Và quan niệm của cái người bán á, họ nói với Như á, là khi mà mua một cái dĩa vàng này về á, mỗi năm nếu như mà gia chủ làm ăn được thì họ sẽ mua thêm một thổi để vào cái dĩa này. Mỗi năm như thế nó sẽ tăng dần lên, tăng dần lên. Rồi, ok. Còn đây, đây là kim bát bảo bối. Kim bát bảo bối nha mọi người. Bình cái này được gọi là kim bát bảo bối. Đó, là dưới một chậu gạo, một chậu muối thì Như sẽ để là 1 triệu. Đây đây, dưới mỗi một cái hũ gạo muối thì Như sẽ để dưới là 1 triệu. Và kế bên ông thần tài thì Như sẽ để là một hũ đậu, hai hũ đậu. Dung. Đây. Đó. Và đây là hai ông thần tài của Như, rất tươi. Hồi xưa Như kể cho mọi người nghe, lúc mà Như mới về nhà này Như xây thì Như có cũng đến cái nơi thờ phượng, cái nơi bán á. Như có mua, Như có thấy những cái ông thần tài thổ địa nè. Và Như đến đó 3 lần nha. Lần thứ nhất Như đến là Như không mua được. Lần thứ hai Như đến thì cãi lộn với ông xã. Lần thứ ba đã chọn cái cặp ông thần tài thổ địa đó rồi, bỏ vào rồi, nhưng cái người giao lại giao sai. Vậy mình nghĩ là ừ anh ơi, mình đi mua ông thần tài thổ địa mà ổng không có chịu về nhà mình thì không có được, cho nên là Như không có mua luôn, Như hoàn lại luôn á. Thật sự mà khi các bạn mua, các bạn phải để ý nha, mỗi một sự vật xung quanh, không phải là mình mê tín, nhưng mà thà tin chứ đừng có để nó sai. Thật sự Như mua về xong là Như nói là thôi cho chị gửi lại, tại vì thật sự chị nói em, chị mua đồ để thờ phượng ở nhà mình mà, chị mua đồ là kiểu là đồ phong thủy tâm linh, cho nên là khi mà chị đã mua, chị đã thỉnh hai ông về là tượng trưng cho tài lộc, cho nên là chị không muốn là ông không muốn về nhà thì là chị không thỉnh ông về được. Và chồng của Như đã đi đến một cái nơi khác và chồng của Như thỉnh về thì về được đó. Và còn đây là ông, cũng là ông thần tài, nhưng mà ông thần tài này là chào đón khách nha mọi người, chào đón khách đó, rất là tươi tắn, tươi ơi là tươi luôn đó. Còn trên này đó, ở đây nè mọi người, cái thổi vàng này nó bị đen hết luôn rồi đó, bị sờn hết luôn, nhưng mà Như không có bỏ đó, để đầy sô cô la vàng luôn. Nói chung là khi mọi người để cái gì ở ông thần tài, thứ nhất là không được rỗng, thứ hai là phải dung đầy. Nhớ nha, dung đầy thì gia chủ mới là dung đầy hết mọi thứ. Đó là quan niệm của Như. Người ta nói cái câu là có thờ, có thiên, có kiên, có lành. Rồi nhiều người nói trời ơi cái ông thần tài này nè, ổng bị trắng hết rồi, xưa mua về vàng á, mà sao giờ cũng không đổi. Không, không đổi. Tại vì ông đã ở đây với mình rồi là mình không đổi nha. Dưới đây thì Như có để tiền. Okay. 466.000. Ủa 66.000 mà 2.000 đâu trời. Nhớ 68 mà. Là cái này á, là đầu năm có một vị khách mua hàng của Như và tặng cho Như cái số tiền là 668.000, mà không biết đâu mất tiêu 2.000 rồi. Để một hồi kiếm 2.000 để vô. Đó là Như cảm thấy là ô, đầu năm mở hàng mà lộc xác. Đó, cho nên là Như không có xài cái tiền này luôn, Như để dưới này luôn. Đó, Như để dưới này luôn, để cho cả năm lộc phát luôn. Đó, còn đây là hoa. Hoa này thì không phải là hoa thật, nhưng mà Như chưng, Như cảm thấy nó tươi tắn quá cho nên Như mua về. Hoa này là hoa gì hả? Cho Như xin phép được giấu. Rồi, Như cấm từng cái nhành hoa, từng cái trang trí này Như tự làm luôn á. Nè, mỗi cái trang trí này là Như tự làm luôn. Đó, cái bình cũng là Như chạy đi mua. Nói chung là cả một ngày là chạy đi mua tất bật luôn á mọi người. Đó, cho nên là Như không có tâm huyết cái gì, chỉ có tâm huyết duy nhất là cái bàn thần tài ở nhà mình thôi. Đó, rất là thích luôn. À, bình thường thì Như thích đeo đây. Đây, đây được gọi là vòng
trầm hương, cái mùi rất là thơm đó. Và bình thường mà nếu mà Như không có đeo á, Như không có đeo á, đi chùa Như mới đeo chứ ban ngày, hằng ngày mình đeo thì Như không có đeo làm nó trang trí. Như chỉ đeo mỗi khi mà mình đi chùa hoặc là mình đi đâu thì mình sẽ đem theo để đi theo mình thôi, hoặc là đi đến chùa có khấn lại thì mình đem theo. Còn bình thường thì Như sẽ để vào hộp và Như để ông thần tài đó. Còn thì Như lấy theo như ấy. Nó là một sâu chuỗi dài như thế này đó. Cái mùi của nó rất là thơm, mùi trầm hương á, trầm hương thật 100% luôn á mọi người. Như mua cái này hình như là 1 triệu mấy, gần 2 triệu á. Cái này nè. Bị rối nha, đeo cái này nó phải là hơi kiểu bình tĩnh chút. Đó, nó sẽ là... Bây giờ Như thấy trên mạng cũng bán cái này rất là nhiều đó, mọi người cũng đeo như kiểu một trang trí. Mà đối với Như á, đeo những cái này nó hướng về Phật nhiều lắm, cho nên là Như không có dùng nó làm trang trí. Nhiều khi mình đeo cái này mà mình cầm một cái dĩa lên mình ăn đồ mặn hay là mình làm cái gì đó phạm á, thì nó rất là không có phép, không có kiểu như là hay. Cho nên là Như đeo là Như chỉ đeo những khi đi chùa thôi đó, những khi đi chùa thôi đó. Mọi người sẽ đeo nhiều vòng như thế này, nhìn nó rất là đẹp. Và cái tay của mọi người khi đeo cái vòng trầm hương này, đeo càng lâu á nha, là nó sẽ rất là thơm. Mọi người lướt qua là cái tay mọi người rất là thơm. Và có tặng thêm một cái sâu chuỗi đỏ này nữa nè. Đó. Không ai đeo giùm hết. Đó, mình đeo một cặp nó như thế này. À, và khi các bạn mua cái này á, thì nó có cả một cái phiếu bảo hành luôn. Và đây là thật sự là của công ty luôn. Đó, nè, An Nhiên trầm hương cao cấp. Và ở đây nó có phiếu bảo hành luôn. Chính sách nè, bảo hành chất lượng màu sắc thơm 100% thiên nhiên, không tẩm hóa chất, bảo hành mùi thơm vĩnh viễn, bảo hành hạt hư hỏng thay dây miễn phí. Công dụng của trầm hương là mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, trang sức thời trang đẳng cấp, bùa hộ mệnh phong thủy may mắn, thu hút may mắn tài lộc, xua đuổi tà khí điềm gỡ, hương thơm dễ chịu an thần giảm stress, hút duyên trong kinh doanh sự nghiệp thăng tiến thuận lợi. Đó, và mọi người có thể tìm mua, tại vì là thật sự là nhiều khi á sợ mọi người nói là Như nhận quảng cáo cho nên là không có để lại cái nơi bán. Mọi người muốn thật sự biết thì Như sẽ chỉ cho inbox hoặc là như thế nào đó, chứ mọi người có thể tìm ở trên mạng đó. Mọi người bấm vòng trồng hương thì nó sẽ ra rất là nhiều địa chỉ, thì mọi người muốn mua ở đâu thì mọi người tìm hiểu nha. Nó có rất là nhiều nơi bán đó. Đó, và khuyên mọi người là ai mà có đeo vòng chuỗi hạt thì nên mua những cái này. Cái mùi thơm của nó rất là dễ chịu và nó cho mình cảm giác là không, mà nó thật là giảm stress thật. Nhiều khi Như làm việc căng thẳng quá, đôi khi cái Như ngồi Như suy nghĩ mà Như ngửi một hồi là Như hết nhức đầu luôn á mọi người. Rất là hay. Đó. Rồi, và đây là tất cả những cái tâm đắc nhất cũng như là những cái chia sẻ về những cái mà quan niệm. Như thì Như không phải là một người học chính xác, học quá nhiều về Phật cũng như là phong thủy tâm linh. Như chỉ là một người đam mê và cũng như là Như chỉ là một người rất tin. Cho nên là Như trang trí theo cảm nghĩ, suy nghĩ của mình. Chứ Như không phải là suy nghĩ là Như khẳng định là những cái điều Như nói là đúng, mà Như suy nghĩ bằng cái cảm nhận của mình và bằng những gì mình nghĩ thôi. Chứ Như cũng chưa học qua trường lớp hay là học của bất kỳ thầy nào. Cho nên là nếu như mà Như có sai hay là Như bày biện chưa có đúng mà ai mà rành về phong thủy đó, thì mọi người nhớ để lại comment cho Như nha. Để Như đọc, Như biết, Như sửa thì Như rất là biết ơn mọi người luôn. Hoặc là mọi người có những cái gì mà hay hơn, hay là mọi người có gì ý nghĩa hơn cho việc trang trí bày biện bàn thần tài, thì mọi người cũng nhớ để lại comment cho Như. Như rất là thích và Như rất là cảm ơn ý kiến của các bạn luôn. Cảm ơn mọi người đã đón xem tập này. Nhớ like, đăng ký và bật thông báo để luôn nhận được những video mới nhất từ Nguyễn Hình Như nha. Bye bye.